Thưa quý vị, việc cá nhân sự đình công không chỉ diễn ra ở những quốc gia như Mỹ hay Anh. Gần đây, hàng nghìn y tá tại Hàn Quốc cũng đã đình công do lo ngại việc Tổng thống của nước này phủ quyết một dự luật nhằm cải thiện điều kiện làm việc của y tá. Dự luật điều dưỡng được thiết lập nhằm làm rõ vai trò cũng như trách nhiệm của y tá và trợ lý điều dưỡng và tách biệt chúng với các chuyên gia khác trong ngành y tế như là bác sĩ y khoa, nha sĩ và bác sĩ y học cổ truyền Hàn Quốc. Theo hãng tin Yonhap, dự luật này được Quốc hội nước này thông qua từ tháng 4, tuy nhiên tới ngày 16 tháng 5 đã bị Tổng thống Yoon Suk-yeol phủ quyết. Các y tá đã thể hiện thái độ phản đối lại quyết định này của Tổng thống, với nguyên nhân dự luật mới chỉ nhằm cung cấp cơ sở pháp lý để cải thiện điều kiện làm việc, chứ không phải cho phép họ hành nghề y. Cùng với một cuộc biểu tình toàn quốc ngày 19 tháng 5, thì các y tá tại quốc gia này cũng sẽ tổ chức đình công tại nơi làm việc bằng cách chỉ thực hiện đúng những nhiệm vụ được yêu cầu trong hợp đồng và các thủ tục được nêu trong văn bản. Tôi cảm thấy rất thất vọng trước phán quyết của Tổng thống khi ông ấy đã không giữ đúng lời hứa. Tôi đã hành nghề được 20 năm rồi, mặc dù điều kiện làm việc có phần tốt hơn trước, chúng tôi vẫn phải làm việc với một tinh thần không thoải mái. Trên thực tế, các y tá tại Hàn Quốc từ lâu đã kêu gọi một luật điều dưỡng riêng biệt để xác định rõ ràng các cấp độ nhân viên và để bảo vệ họ khỏi việc phải tuân theo các nhiệm vụ ngoài mô tả công việc của mình. Ở một diễn biến khác, tuy quyết định của Tổng thống vấp phải sự phản đối của các y tá, nhưng lại nhận được sự ủng hộ của các bác sĩ tại quốc gia này.